Xin chào em, mình là Vinh và trên tay của mình đó là một cái gì đây? Cái cây kìm mỏ quạ của thương hiệu Top Tool, rất là đẹp. Và đây là một sản phẩm rất là bền và giá của nó thì cũng rất là dễ chịu. Mã sản phẩm của nó là DDAA1210, giá đang bán là 415.000 đồng. Đây là một cây kìm mỏ quạ rất đáng đồng tiền để cho anh em mua, đặc biệt là những anh em làm về cơ khí, sửa chữa xe hơi, ô tô, nói chung là làm công nghiệp nặng thì chúng ta mua cái cây kìm này rất là đã. Dòng này với chất lượng của nó là làm bằng thép CRMO đen thui như thế này luôn, thì anh em thấy là đã biết là chất lượng của nó như thế nào rồi ha. Nó sẽ có phai rãnh, cái dòng mà mỏ cái kìm mỏ quạ mà nó sẽ có cái phai cái rãnh ở trên cái này anh em ha, thì giá nó sẽ mắc hơn những dòng mà không có phai rãnh nha anh em nha. Đó, rất là mướt luôn. Dòng này là dòng kìm kẹp lục hình bình hành. Với cái cách kẹp này thì chúng ta có thể dùng để kẹp mấy cái con ốc để chúng ta mở rất là chắc, hoặc là anh em có thể dùng để kẹp ống cũng có hiệu quả luôn. Mình ví dụ ở đây mình có một cái bàn và anh em có thể dùng cái này để chúng ta kẹp mấy cái con ốc, thì anh em sẽ làm như thế nào? Đây, anh em sẽ nới rộng nó ra. Và khi mình kẹp vô, anh em thấy là cái ngàm của cái kìm này nó sẽ ôm rất sát cái con ốc của mình. Đó. Và khi mà mình dùng cái lực mình mở á thì nó sẽ ôm rất là chắc. Nó sẽ ôm rất là chắc. Tại vì sao? Tại vì á, anh em xem nè, cái ngàm nó đã ôm sát như thế này, nó có răng như thế này, và khi mà mình mở á, nó sẽ ôm sát được cái con ốc của mình. Đó. Rồi, ok. Cái cán của cái kìm mỏ quạ này thì nó được bọc bằng một cái chất liệu nhám để đảm bảo chúng ta không có bị trơn trượt, đặc biệt anh em làm trong môi trường có nhiều dầu mỡ. Thì mình nói là cái sản phẩm này nó được thiết kế làm cho chủ yếu là mấy anh em làm trong gara đó thì sẽ sử dụng cái này rất là tốt, tại vì nó sẽ không có bị trơn trượt. Tay cầm được thiết kế to, rộng để khi mà chúng ta cầm nó thoải mái, nó không có bị khó chịu. Cái mỏ này anh em cũng có thể dùng để kẹp những cái chi tiết bằng, nếu anh em muốn anh em kẹp bằng cái mỏ phía trên này cũng được luôn. Và trong trường hợp chúng ta kẹp những cái chi tiết mà nó hơi tròn một chút thì cái kìm này vẫn có thể đảm bảo được chúng ta. Mình ví dụ như ở đây anh em có thể kẹp một cái con ốc lục giác. Chúng ta chỉnh cái kích thước nó nhỏ lại chút xíu, tùy cái nhu cầu anh em kẹp cái gì thì anh em sẽ chỉnh cái kích thước nó vừa phải. Hoặc là anh em có thể dùng để kẹp mấy cái ống đồng. Đây, mình ví dụ cho anh em, mình có một cái ống đồng và anh em có thể dùng cái kìm này để anh em kẹp rất là chắc. Khi mà chúng ta kẹp thì anh em muốn nó kẹp ok thì chúng ta nhớ đo cái kích thước để làm sao đảm bảo mà khi mà nó ôm vô nó phải ôm sát được cái ống. Ví dụ như vậy là sai nè. Anh em xem như vậy thì mình ôm, nó ôm ở dưới này thì trúng mà ở trên thì trật. Đó, đó là khi mà chúng ta kẹp nó sẽ không có sát được. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh nó rộng ra một chút. Làm sao mà cái nó phải nằm trong cái lỗ này, hai bên nó phải nằm sát trong cái lỗ như thế này. Thì khi anh em kẹp như vậy thì nó sẽ chắc nhất. Nó sẽ tạo ra cái độ bám tốt nhất và nó chống được cái lực vặn như thế này. Thì cái kèm này đa số chúng ta kẹp để chúng ta vặn, đúng không? Đó. Thì kìm mỏ quạ thì anh em biết thì trên thị trường cũng rất là nhiều hãng có, nhưng mà nếu mà anh em muốn mua một cái sản phẩm chất lượng thì thật sự là để lựa chọn cũng là một cái vấn đề. Ở Sáu Lầu Mộc thì có khá nhiều lựa chọn cho anh em, như là của hãng Sunoda nè, Fujiya nè, Stanley nè và thương hiệu Top Tool. Và trong tất cả những cái kìm mà anh em mình vừa giới thiệu cho anh em thì chỉ có thằng Top Tool này là nó được làm bằng với cái màu đen này thôi, còn tất cả những thằng khác thì nó đều là làm cái dạng màu trắng hết. Ngoài ra mình còn có một thương hiệu nữa là Erquin. Và trong những cái thằng đó thì giá của Top Tool được đánh giá là một trong những cái giá khá là dễ chịu. Mắc nhất là của Fujiya, còn rẻ nhất mà anh em phải mua đương nhiên nó là của Stanley rồi. Còn Top Tool này thì nằm cao hơn ở Stanley một chút anh em ha. Và trong cái chương trình này thì mình sẽ có một cái ưu đãi dành cho những em nào đã bỏ công rồi xem. Thì cái giá này là 415.000, nhưng trong ngày hôm nay anh em mua nó chỉ là 400.000. Áp dụng cho những em mua hàng bằng cách bình luận cú pháp DA1210 khoảng trắng số điện thoại. Ví dụ DA1210 0912345678, anh em sẽ được mua cái cây kìm mỏ quạ này với mức giá chỉ có 400.000 ha. Và cái chương trình này khi anh em mua hàng trên Facebook thì nó sẽ tự lên đơn cho anh em luôn. Còn anh em bình luận ở trên YouTube á thì sẽ có nhân viên gọi lại. Còn hết cái chương trình livestream này thì anh em sẽ bình luận nhưng mà sẽ không lên đơn tự động nha anh em ha. Rồi, rất là đơn giản, bình luận DA1210 khoảng trắng số điện thoại để được mua cái sản phẩm này với giá chỉ có 400.000. Chương trình
diễn ra khi anh em mua ở bên dưới cái video này thôi. À, không mua ở cái kênh khác, chẳng hạn như mua Facebook. Ủa, chẳng hạn như anh em mua bằng cách là em vô website hay là anh em đến trực tiếp thì giá của nó vẫn là 415.000. Đây là một ưu đãi dành cho những anh em nào mua hàng khi xem video này. Mình nhắc lại cho anh em một lần nữa, giá của nó là 415.000, giảm còn 400.000. Bình luận cú pháp nha. Yeah, quá đơn giản đúng không nào? Ngay bây giờ bình luận ngay anh em ha. Mình là Vinh, đừng bỏ lỡ bất cứ một cái video nào, một cái chương trình nào từ Solo Mập, tại vì nó rất là hấp dẫn. Và anh em muốn không bỏ lỡ thì nhớ đăng ký kênh và nhấn thêm cái chuông. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.